Em có kinh nghiệm mở tiệm cà phê với 50 mét vuông, em đã quản lý một tiệm cà phê nhỏ 50 mét vuông. Có kinh nghiệm quản lý được 7 năm, ví dụ đâu ví dụ 7 tháng đi, ví dụ chưa 7 ngày mình tính 7 tháng đi, và em quản lý hơn 10 người. 10 người của em là có trong đó có người nước ngoài. Đấy, 10 nhân viên của em là trong đó có người nước ngoài, người Việt và đủ sắc độ chủng tộc. Đầu tiên là chúng em có người Anh nè, đó rồi người Anh nè, người tượng nữ thần nữ do là người Mỹ. Đó, rồi người Ấn Độ. Đấy, rồi cái này là gì đi, là Hàn Quốc. Đó, rồi ví dụ như là cái gì là Italia đó, cái kiểu đấy, là em có người da đen luôn đấy, có người da đen đây, người da đen đây đấy. Em có kinh nghiệm quản lý nhân viên và em biết pha chế những loại ví dụ như là trà nè, rồi cà phê nè, bánh kem nè đó, những loại đồ ăn mà em hay phục vụ cho khách hàng. Thực đơn bao gồm cà phê Sài Gòn đó, cà phê Americano đó, cà phê đá, cà phê phủ kem, cà phê lá phong, chocolate kiểu Mỹ, trà thì em biết ví dụ như trà pha, trà hồng, trà nướng, rồi dừa tắc bến chi, rồi lục trà thơm mát, rồi hồng trà hương phong, hồng trà ti, trà ô long nướng Katinắc đó, lục trà, rồi hồng trà mật ong, hồng trà hương quế, hồng trà hương cam, với các loại trà quế và lục trà chanh ngồi ra cùng các loại kem khác. Hoài mày viết cái CV đi xin việc quán phục vụ đúng đỉnh luôn. Em có kinh nghiệm chăm sóc cả khách hàng bên Dubai ấy, trời ơi. Ví dụ như món đặc biệt, ví dụ như là món cà phê là chocolate kiểu Mỹ kèm theo là nước hoa đấy, trời ơi xịn liền. Ôi nghệ liệu không, trời ơi, em có thể phục vụ được mọi lứa tuổi. Đầu tiên là trẻ em nè, anh em nhân viên văn phòng nè, rồi người chơi thể thao nè, rồi người lớn tuổi nè, với sự kết gu âm nhạc ổn định đó, người già chỉ lớn bé kiểu gì không ấy, và có thể là phục vụ cho các quy bu lỏ nữa đó. Ví dụ đây là quy bu lỏ này đó, đây là quy bu lỏ đang đi vô nè, đeo tai nghe, cầm điện thoại smartphone này đó, đấy không, Dubai vung tiền nữa phải không đấy, và ngồi ra cùng phục vụ cho cả cảnh sát nữa. Trời má, với một cái gọi là cái CV lý lịch mà khủng khiếp như tôi, thì em xin offer mới mức lương 10 triệu vào ngành phục vụ cà phê đấy, trời ơi mãi đỉnh luôn. Đấy, quá đỉnh luôn mấy anh em ơi. Trời ơi, mấy anh em đi viết cái CV gì mẹ vô người ta nhìn vô người ta hết hồn luôn. Ôi má. Vô viết cái CV đi xin việc luôn thì hơi bị dữ luôn mấy anh em. Nên nên nha mấy anh em nên nên viết cái CV cho nó bự bự mấy anh em. Khẳng định, gọi là khẳng định vị thế mấy anh em. Dẫn đầu xu thế thẻ. Lương quản lý. Trời ơi. Dạo này đi đi kiếm mấy job freelance khó quá. Giờ phải đi xin làm chính quy thôi. Sáng đi chạy Grab về tối làm streamer. Thiệt mẹ nè, mấy anh em kêu nè nè. Giờ tôi nói mấy anh em không tin nè. Nói với anh quản lý, dạ em có kinh nghiệm tổ chức tiệc sinh nhật. Đây, em có kinh nghiệm tổ chức tiệc sinh nhật. Cô chủ yêu quý, tôi muốn tổ chức một buổi tiệc biểu diễn trong tiệm. Bạn có thể giúp tôi phục vụ chu đáo, fan hâm mộ nhiệt tình được không? Không chỉ tổ chức được tiệc sinh nhật, tôi còn tổ chức được một buổi fan meeting. Trời ơi, mày, tôi còn có cả kinh nghiệm đi tặng, đi chạy sự kiện nữa. Ôi đây, không, khách hàng của tôi tới tổ chức một buổi fan meeting với một thằng IT, một thằng quy bu lỏ, một ông già, một đứa trẻ. Trời ơi, giỡn hoài mấy ông nội cùng tôi nha. Đây mấy ông sẽ chưa thấy, tôi sẽ là người, tôi sẽ tổ chức một buổi thẩm định giá thức ăn đấy. Đây tôi sẽ tổ chức làm thêm một buổi nữa, là gọi là một buổi là các nhà đánh giá, các nhà phê bình ẩm thực. Đây mấy ông thấy không, đây tôi sẽ tiếp đón nè, mấy ông coi tới tôi tiếp đón các nhà phê bình ẩm thực của tôi nè. Trời mấy ông, mấy sao mấy ông nói gì được, mấy ông kêu này mình chơi game là mình áp dụng vô thực tế đúng không. Đây bây giờ chuẩn bị là các nhà phê bình ẩm thực tới đây đây. Đấy không, si đưa đón các nhà phê bình ẩm thực tới nè, đó mà đưa đón nhà phê bình ẩm thực tới đó, đây là các nhà phê bình ẩm thực đấy không. Bây giờ nhà phê bình ẩm thực vô mình phục vụ, mình đánh giá thức ăn không. Gà cha chiều anh quay gà cha rồi, chiều chiều anh quay gà cha hơi bị nhiều rồi, giờ nguồn nâng cấp trang bị rồi hả. Cái nhồi chiều nói chuyện mấy anh em tí rồi xong vô đấu giải đài thôi mấy anh em. Đấy, ngồi ra chúng là em cũng biết nâng cấp máy móc
sửa chữa máy móc, sử dụng các loại máy móc như máy cà phê, máy máy pha cà phê Thổ Nhĩ Kỳ luôn, mà tôi cũng không biết vị cà phê Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào nữa. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ là nó không ngon đâu. Đấy, em cũng biết mày vui lòng khách đến, chiều lòng khách đi nữa, phục vụ tận tình luôn. Này gacha chui lắm mấy anh em ơi, gacha một lần 3.000 kim cương rồi. Một vé của nó là 300 kim cương rồi mấy anh em ơi, cày free được. Cái này cày free nó ra hết, nói chung là tỷ lệ ra SSR cũng cao, với lại trong đây không có banner limited mấy anh em à. Mà chưa thấy nó ra tướng banner cho nên là bình thường. Tôi thấy nhân viên của tôi mà, tôi thấy nhân viên của tôi mặc cái bộ đầm này mà đi phục vụ thì tôi thấy hơi mệt đó. Đấy. Rồi tôi không học dở toán không ạ. Tôi mà học dở toán thì tôi đã đi học IT rồi, tại vì tôi học dở toán á cho nên là tôi không có đi IT được á. Tôi mà học dở toán là tôi đi học IT rồi. Ngày xưa học toán ngu lắm, mấy học mấy tính toán học dở lắm, hồi xưa chỉ học dở văn thôi. Học toán học dở lắm ấy. Học chuyên văn thôi, học toán học dở lắm. Học ngu nhất môn toán, tính toán dở lắm anh em. Nói chung là không giỏi về tính toán. Rồi, ok, đó là con mấy anh em ứng dụng thực tế vô con game này. Nhiều anh em bữa giờ cũng chơi game này chiêu phết. Nhưng mà game này ít người làm nội dung nha. Thấy để mấy bạn nữ làm nội dung về mấy con game này hay hơn. Học dở toán lắm, trời giỏi toán thì đã đi làm cái toán rồi. Rồi, thôi ok, giỏi đài thôi mấy anh em ơi.